nhìn những cái chi tiết máy này các bạn biết được cái chất xe như thế nào, nó sạch sẽ là biết cái chủ xe của người ta, người ta có dưỡng kỹ hay không. Vô kênh của mình là các bạn biết được rõ chiếc xe của mình từ lúc mua cho đến bây giờ mình bảo dưỡng như thế nào, mình thay nhớt nó ra sao. Tại vì mỗi lần mình làm những cái hạng mục đó, ví dụ như thay nhớt nè, rồi xe này, mình đều quay video mình chia sẻ các bạn hết. Xin chào các bạn, mình là Cường đây. Thì hôm nay Cường sẽ chia sẻ với các bạn về một cái chủ đề mà nhiều bạn rất là hay hỏi mình. Đó là khi các bạn mua chiếc Yamaha MT15 đã qua sử dụng và xe cũ á, thì các bạn sẽ quan tâm những cái hạng mục nào của chiếc xe và coi chiếc xe nó như thế nào để các bạn có thể lựa cho mình một chiếc xe tuy đã qua sử dụng nhưng mà nó phải còn ngon, phải phục vụ cho các bạn và nó đáng với cái đồng tiền mà các bạn bỏ ra. Thì đầu tiên Cường sẽ nói về cái mức giá trước đi. Trước khi nói về giá, các bạn đừng quên subscribe kênh YouTube, đăng ký kênh của mình để ủng hộ mình nha, để xem thêm nhiều video về chủ đề Yamaha MT15. Và các bạn thích mình làm cái chủ đề gì cứ hãy comment ở bên dưới, mình sẽ làm một cái video để phục vụ các bạn về cái chủ đề mà các bạn yêu cầu. Rồi, quay trở lại chủ đề hôm nay thì mình sẽ nói về cái giá chiếc Yamaha MT15 ngày trước. Nếu các bạn mua mà một xe chính hãng ở Yamaha thì cái giá nó sẽ dao động từ 77 đến 78 triệu đồng tùy màu và tùy cái chính sách của đại lý, nó sẽ có những quà tặng gì tặng cho các bạn, ví dụ nó tặng nhớt, tặng nón bảo hiểm vân vân, thì giá nó sẽ dao động từ 77 cho đến 78 triệu đồng. Còn nếu các bạn mua ở ngoài thì cái giá nó khoảng 74 cho đến 75 triệu đồng thôi, nó sẽ rẻ được từ 3 đến 4 triệu trên chiếc Yamaha MT15 này. Đó là về cái mức giá xe. Còn chi phí đăng ký biển số thì mình ở bên ngoài Đồng Nai thì cái mức thuế trước bạ mình đóng cho chiếc MT15 này là 3.400.000 đồng, còn cái chi phí biển số là 800.000 đồng, tức là tổng cái tiền mà đăng ký xe là nó rơi vào khoảng 4.2 triệu. Với lại mình mua xe chính hãng cho nên là 78 triệu đồng, thì tổng lại là 82,2 triệu đồng giấy tờ cho chiếc xe này luôn. Còn nếu các bạn mua tư nhân thì nó sẽ rẻ hơn và đăng ký biển số thành phố Hồ Chí Minh hình như là, mình không nhớ nhầm, như là 4 triệu cái biển số thành phố Hồ Chí Minh, 2 triệu biển số thành phố Hồ Chí Minh, 2 triệu hay 4 triệu gì đó. Còn cái thuế trước bạ là hình như là 3 triệu mấy thôi. Thì đó là về cái phí lăn bánh. Thì tóm lại là phí lăn bánh ở biển số mà biển số tịch, nếu các bạn mua chính hãng thì nó rơi khoảng 82 triệu đồng. Còn nếu mà mua tư nhân thì giá của nó khoảng 78 cho đến 79 triệu đồng lăn bánh. Còn ở thành phố thì cái phí biển số nó sẽ mắc hơn, thì các bạn cộng lên khoảng triệu mấy tiền biển số nữa là các bạn ra được cái chi phí lăn bánh. Còn nếu các bạn mua xe đã qua sử dụng thì các bạn sẽ tiết kiệm được bao nhiêu? Thì theo như mình ở chơi ở trên hội và mình cũng có nắm một cái giá thị trường của xe đã qua sử dụng chiếc MT15 này, thì cái giá mà lăn bánh ô đô nó khoảng đâu đó khoảng dưới 10.000 km thì giá đâu đó khoảng 60 mấy triệu đồng một chiếc xe. Tức là tùy vào cái chất xe và những cái đồ chơi, rồi là biển số thành phố, biển số tỉnh, thì nó sẽ là 6x, 60 mấy triệu đồng cho một chiếc xe mà ô đô dưới 10.000 km. Thì nếu mà như vậy thì các bạn sẽ tiết kiệm được đâu đó khoảng 10 triệu đồng, khoảng 10 cho đến 15 triệu đồng cho một chiếc xe đã qua sử dụng. 10 cho đến 20 đi, mình cứ cho dao động 10 cho đến 15, 20 triệu cho một chiếc xe đã qua sử dụng. Nếu các bạn mua xe mà đã qua sử dụng ha, thì cái ô đô nó chạy được khoảng 10.000 km, thì một cái số tiền tiết kiệm như vậy cũng tương đối là lớn. Tiết kiệm được 10 cho đến 15 triệu đồng mua được một cái iPhone xịn sò cũng tương đối lớn ha. Thì cái đó là tùy vào cái tầm tài chính của các bạn như thế nào. Còn nếu mà các bạn mua cái xe mà nó đã qua sử dụng rồi thì các bạn sẽ cần quan tâm những cái vấn đề gì? Quan tâm nhiều vấn đề lắm các bạn. Thứ nhất á là về cái chủ xe đó, người ta đi xe có kỹ hay không, chủ xe đó đi xe người ta có kỹ hay không, người ta đi thành phố, người ta đi tỉnh, đi tour nhiều, người ta bảo tour nhiều, và người ta bảo dưỡng như thế nào, người ta có chạy rô đai đúng cách hay không, người ta có thường xuyên thay nhớt, vệ sinh nhôm xin dĩa, vân vân, nói chung là người ta kỹ hay không.
Tại vì chiếc MT15 này nó có hai cái nhược điểm nó nhất, chính là về cái phục trước của chiếc Yamaha MT15 này và cái lỗi xì dầu ở cái mà bơm nước của chiếc Yamaha MT15 này. Đó là hai cái nhược điểm mà các bạn cần phải quan chú ý đến cái chiếc Yamaha MT15 này. Các bạn coi coi nhớ có bị xì không, phục có bị xì dầu hay không thì các bạn quan tâm giúp mình hai vấn đề đó. Và ngoài ra cái việc còn lại là bảo dưỡng vân vân, chủ xe chạy hay không thì mình khó mà mình bao quát được lắm, mình khó mà mình control được cái vấn đề này lắm. Thì các bạn phải chấp nhận cái vấn đề này thôi, các bạn mua xe đã qua sử dụng rồi thì các bạn phải chấp nhận được cái vấn đề này, tức là mình tiết kiệm được 10-20 triệu thì mình cũng phải mất đi một cái gì đó. Cho dù hai cái lỗ kia nó ok đi, nhưng mà chủ xe thì hên xui. Ví dụ như chủ người ta kỹ, người ta bảo dưỡng đầy đủ, người ta chạy xe, người ta biết cách chạy rô đai, rồi là người ta thường xuyên bảo dưỡng xe, thay nhớt định kỳ đầy đủ, thì cái xe của bạn mua về các bạn tiết kiệm được 10-20 triệu nhưng mà vẫn kiếm được một con xe ngon. Nhưng mà lỡ biết đâu các bạn gặp một chủ xe cũ mà người ta chạy, người ta bảo tôi liên tục, người ta đi đường điện xấu, với lại người ta bảo dưỡng không có kỹ, hay là người ta chạy xe mà người ta không giữ xe, người ta cứ mang ổ gà này nọ, thì cái chất xe rõ ràng là nó sẽ giảm đi nhiều. Thì lúc này các bạn bỏ ra, các bạn tiết kiệm được 10-20 triệu nhưng mà các bạn kiếm được một cái xe thì nó cũng xứng đáng là cái đồng tiền các bạn bỏ ra, nhưng mà nó không được như ý của mình mong muốn thôi, thì mình phải chấp nhận cái điều này. Đó là về mua xe đã qua sử dụng. Còn nếu anh em nào mà tài chính dư dả rồi thì mình mua cái xe, mình xác định là mình đi nó lâu dài, mình nên mua xe mới. Tại vì mua xe mới về thì ban đầu mình biết chạy, mình đọc sách hướng dẫn sử dụng, mình rô đai đúng cách nè, mình thay nhớt định kỳ, nói chung là mình tự tay của mình kiểm soát được chiếc xe và mình bảo dưỡng nó định kỳ từ lúc mua cho đến trong quá trình mình sử dụng thì mình cảm thấy rất là an tâm. Ví dụ như chiếc xe của mình đây chạy được mới có 5.000 mấy thôi, nhưng mà xe của mình lúc nào cũng trong cái tình trạng hoàn hảo, lúc nào cũng trong cái tình trạng là sẵn sàng đi đâu đó đi chơi, đi du lịch, đi phượt, thì mình cảm thấy rất là yên tâm. Còn về cái lỗi nhớt, xì nhớt ngay cái chỗ mà bơm nước với lại ngay cái chỗ phuộc này thì nó hên xui. Các bạn hên thì các bạn không dính, còn mà các bạn xui các bạn dính thì cái chi phí khắc phục á thì nó cũng không có bao nhiêu. Ví dụ như thay cái ron dầu này cũng có 200-300 ngàn, thay phục hồi cái phuộc này thì nó cũng không có bao nhiêu, nó dao động từ khoảng 1-2 triệu tùy vào nơi làm. Nhưng mà bây giờ nhiều quá rồi, bây giờ giá cũng đau xuống rồi. Chiếc MT15 này bây giờ nó phổ biến, nhiều chỗ làm, nhiều chỗ sửa rồi, cho nên giá cũng thấp. Chi phí khắc phục nó đâu đó khoảng tầm 800 ngàn cho đến 1 triệu thôi. Bây giờ cái chi phí cũng rẻ đi nhiều rồi. Đó. Tùy vào các bạn, nếu các bạn thích một chiếc xe mà cách xác định nó đi lâu dài, mình đi lâu dài luôn. Mình mua chiếc xe này là mình không có nghĩ đến cái chuyện là mình bán chiếc xe này, chỉ có mua thêm thôi. Thì mình thích mua xe mới để mình tự tay mình chăm sóc nó từ lúc mà nó đi mới mua về, mình tự tay chăm sóc trong quá trình mình sử dụng thì mình cảm thấy nó rất là yên tâm. Và nếu mà các bạn mà tài chính không được dư dả thì mình phải chấp nhận thôi, mình mua xe thì mình phải biết coi xe, mình phải quan tâm cái chủ trước như thế nào thì mình tiết kiệm được 10-20 triệu, nhưng mà mua cái xe thì cũng hên xui, quan trọng là vào cái chủ trước của chiếc xe nó như thế nào. Còn mình nói thật với các bạn là cho dù người ta đi, người ta không giữ xe, nhưng mà người ta muốn bán, người ta tút lại, bỏ ra triệu tút lại xe như mới luôn, ở cái chỗ dơ người ta ruột sạch bong như mới luôn, các bạn không biết được. Nhìn bên ngoài các bạn không biết được, nhưng mà cái chất xe ở bên trong thì nó đã xuống đi nhiều. Ví dụ như nhớt xe đi, mình lấy ví dụ như nhớt xe đi, người ta thay nhớt và người ta đi mà ví dụ người ta không thay đúng định kỳ, người ta để nó hơi quá, thì rõ ràng là cái ảnh hưởng của cục máy nó cũng tương đối là nhiều. Hay là nhông trên dĩa, người ta đi người ta không có vệ sinh định kỳ này nọ. Hay là xăng đi, xăng người ta đi người ta không có đổ xăng 95, người ta đổ xăng 92, hoặc là những cái cây xăng nó không có lớn thì chất lượng xăng nó cũng ảnh hưởng đến cái động cơ này rất là nhiều. Hay là người ta đi người ta bào tua, người ta ép tua, người ta chạy theo cái kiểu mà phá xe thì rõ ràng là cái động cơ cũng xuống, mặc dù là odo cũng chỉ có dưới 10.000 cây thôi thì rõ ràng nó cũng xuống. Hay là các bạn chạy mới mua xe về, các bạn không chạy rô đai mà các bạn chạy theo kiểu là về cái là chạy chạy
chạy rô đai bạo lực lên thì rõ ràng là máy nó cũng xuống. Thì trong sách hướng dẫn sử dụng nó cũng hướng dẫn cho các bạn là cái việc chạy rô đai, và mình cũng chia sẻ các bạn về cái cảm nhận và cái cục máy của chiếc Yamaha MT15 này, từ lúc mua cho đến chạy đến bây giờ là 5.700 km rồi. Thì các bạn cũng có thể xem lại cái video đó, mình sẽ để được link ở bên dưới hoặc bên trên, các bạn bấm vô các bạn xem lại và cảm nhận về cục máy này khi mà mình chạy rô đai cho đến lúc hiện tại bây giờ. Cái video mà mình chia sẻ các bạn về chiếc Yamaha MT15 này đến đây chắc là hết rồi. Mình chia sẻ các bạn về cái, đây mình sẽ quay cho các bạn xem về chiếc MT15 này của mình. Nó mới có 5.000 mấy km thôi, nhưng mà xe của mình lúc nào cũng trong cái tình trạng hoàn hảo. Mình đi chủ yếu đi tour về mình rửa sạch, mình để đó. Các bạn xem ha, những cái chi tiết này nè, các bạn mua xe cũ á, các bạn nhìn những cái chi tiết này nè, các bạn biết liền là cái xe đó chủ nhân người ta có rửa kỹ hay không. Các bạn nhìn trong những cái cục heo dầu này, các bạn thấy nó keng không? Mình tự rửa tại nhà thì chắc chắn là nó sẽ rất là keng rồi, nó sạch. Và cái phục của mình nè, mình rửa thường xuyên. Và các bạn nhìn giúp mình cái cục máy. Cái cục máy này, các bạn nhìn cục máy của mình nè, mình tự rửa thì nó rất là sạch. Nhìn trong cái cổ bô nè, đó. Những cái xe của mình lúc nào mình cũng cảm thấy nó thích, lúc nào sạch sẽ mình nhìn nó mát mắt. Rồi ra đến đằng sau, đằng sau nè, con heo dầu nè, phía sau nè, coi bộ nhôm xinh dĩa các bạn, nó sướng con mắt nè. Đây các bạn nhìn cái nhôm xinh dĩa, các bạn thích không? Mình rửa lúc nào cũng sạch sẽ, rồi mình chai dầu mỡ dưỡng sen đầy đủ. Và mình rửa lúc nào mình cũng mở cái hộc trong này ra để mình rửa cái nhông ở trong này. Cái nhông này trong này mình rửa thường xuyên cho nên mở ra nó keng xà beng à. Mình quay lại một lần nữa cục máy cho các bạn xem ha. Nhìn những cái chi tiết máy này các bạn biết được cái chất sen như thế nào, nó sạch sẽ là biết cái chủ xe của người ta, người ta có dưỡng kỹ hay không. Này nhìn cái phuộc bên trong này. Nói chung là nhìn cái xe, các bạn nếu mà để ý một xíu các bạn sẽ biết được cái chất xe như thế nào. Còn vẫn quan trọng nhất là cái việc mà cái chủ cũ người ta đi chiếc xe, người ta có cái tính người ta đi xe như thế nào là quan trọng nhất. Tại vì cái đó nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái nội công của các bạn, nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái cục máy của các bạn. Nếu mà mình mua xe mà mình biết được cái chủ cũ người ta đi xe thì các bạn sẽ biết được. Giống như mình đây, cái chiếc xe của mình mua xe về mình làm YouTube, thì các bạn vô kênh của mình là các bạn biết được rõ chiếc xe của mình khi mà từ lúc mua cho đến bây giờ mình bảo dưỡng như thế nào, mình thay nhớt nó ra sao. Tại vì mỗi lần mình làm những cái hạng mục đó, ví dụ như thay nhớt nè, rồi xe này, mình đều quay video mình chia sẻ các bạn hết, nên các bạn yên tâm đó. Nếu mà tìm được những người mà bán xe như vậy, người ta chăm xe như vậy, thì các bạn hoàn toàn là yên tâm, các bạn vừa tiết kiệm được cái chi phí ban đầu, vừa tìm được một chiếc xe rất là ưng ý ha. Rồi cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Các bạn đừng quên subscribe kênh YouTube của Cường để đón xem nhiều video hơn về các chủ đề Yamaha MT15 ha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Bye bye.